Chào quý các bạn, trên tay mình cái pin của điện thoại về Smart B với tên mã là BVSM230 đang chờ tay mới tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến pin của điện thoại về Smart B dùng nhanh hết, dùng báo ảo, báo chập chờn, lúc được lúc không, cầm địa chỉ thay mới pin. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, di động cao cấp.vn có mọi loại linh kiện trên về Smart B nói chung và pin của về Smart B nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại về Smart B nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Khi mà pin của điện thoại về Smart B 3 có dấu hiệu như là bị phồng rộp này, pin khởi động lúc lên lúc không, pin dùng nhanh hết, đó dấu hiệu cơ bản báo hiệu pin của điện thoại về Smart B 3 đã lỗi hỏng cần thay mới. Hiện tại di động cao cấp.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại về Smart B 3 nói chung và pin của điện thoại về Smart B 3 nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới pin, sửa lỗi hỏng pin trên điện thoại về Smart B 3 nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa thay mới pin cho điện thoại về Smart B 3, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên từ di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết về các bạn. Xin cảm ơn quý vị và bạn đã xem video giới thiệu về pin của điện thoại về Smart B 3 đã có bán tại di động cao cấp.vn. Để chỉ cung cấp pin của điện thoại về Smart B 3 hàng đầu hiện nay,